biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến giao ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương cũng vào chiều tối qua, ngày 16 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã nhấn mạnh 7 ngày siết chặt giãn cách là thời gian vàng để ngăn chặn dịch. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần quyết liệt thực hiện tổng thể các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự chấp hành của người dân, đồng thời biểu dương lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã nỗ lực với quyết tâm cao, phối hợp nhịp nhàng trong triển khai nhiệm vụ, mong người dân tiếp tục thực hiện tốt các quy định trong thời gian đến. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương đơn vị lưu ý quan tâm hỗ trợ lương thực thực phẩm đối với các trường hợp khó khăn và khẳng định thành phố nhất định không để người dân thiếu thốn lương thực thực phẩm. Các cơ quan đơn vị tập trung tuyên truyền việc người dân đồng thuận chấp hành tốt quy định của thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị các lực lượng tập trung cao độ quyết tâm hơn nữa trong việc tuần tra kiểm soát lấy mẫu xét nghiệm. 7 cái ngày này phải coi là 7 ngày vàng trong công tác phòng chống dịch. Nên là tôi đề nghị là vẫn phải tập trung làm khẩn trương khoa học về cái việc lấy mẫu để chúng ta đánh giá cái nguy cơ. Phải coi đây là một cơ hội để cho chúng ta có cái cơ sở để đánh giá về nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Cái thứ hai, tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát vào trong khu dân cư. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải đi vào trong các cái khu dân cư để nhắc nhở bà con. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Để chiến dịch đặc biệt này thành công, cần tập trung thực hiện cho được 5 không. Cái không thứ nhất là không để tình trạng bất cập trong thời gian qua tiếp tục xảy ra. Nào là xét nghiệm, nào là cách ly vân vân. Cái không thứ nhất. Cái không thứ hai là không để người dân thiếu ăn và thiếu thông tin. Cái không thứ ba là không để lây nhiễm chéo và bỏ lọt xét nghiệm. Cái không thứ tư là không để thông tin sai sự thật gây nhiễu nhân tâm. Và cái không thứ năm là không để người dân tập trung trong các khu phong tỏa, các khu dân cư và các khu cách ly. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh đây là 7 ngày vàng. Vì vậy, các lực lượng tiếp tục giám sát chặt chẽ, không để người dân ra đường, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, đồng thời tập trung tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tập trung chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố và khu vực giáp ranh để ngăn chặn tình trạng dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào. Tất cả những trường hợp được phép vào thành phố phải tiến hành test nhanh SARS-CoV-2.